Thưa quý vị, Sender Wallet là ví chạy trên mạng lưới Layer. Đây là một tiện ích ví mở rộng giống như ví MetaMask. Quý vị có thể sử dụng ví Layer trên trình duyệt web. Và bây giờ quý vị có thêm một lựa chọn khác, đó là quý vị có thể sử dụng ví Sender Wallet. Và quý vị có thể thêm Sender Wallet vào tiện ích mở rộng trên các trình duyệt Chrome, Brave hay là Edge. Để cài đặt được ví Sender Wallet, trước hết quý vị truy cập trực tiếp từ địa chỉ senderwallet.io. Quý vị tìm đến Intune Extension và chọn vào. Một cửa sổ bật lên, quý vị chọn vào thêm vào Chrome. Ở đây tôi sử dụng Chrome. Còn quý vị sử dụng trình duyệt nào thì quý vị chọn ở cái trình duyệt đó. Chọn vào tiếp tục cài đặt. Chọn thêm tiện ích. Quý vị sẽ thấy thông báo Sender Wallet đã được thêm vào Chrome. Quý vị có thể vào để bật Sender Wallet lên. Rồi, tôi đã bật. Quý vị sẽ thấy cái biểu tượng Sender Wallet. Để cài đặt ví này, quý vị hãy chọn vào ví. Ô thứ nhất, quý vị nhập mật khẩu. Ô thứ hai, quý vị xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Nhập xong, chọn Confirm. Để tạo một ví mới, quý vị chọn vào Create a New Account. Ok, vậy là một cái ví Sender Wallet chạy trên cái mạng lưới Layer đã được tạo thành công. Quý vị cần phải vào cài đặt. Và quý vị lưu lại Private Key. Quý vị chọn Copy hoặc viết lại 12 cái dãy ký tự. Đây là cái dãy ký tự đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không được để lộ. Và việc gửi nhận Layer hay là các token trên mạng lưới Near thì quý vị cũng sử dụng tương tự như là cái ví Near trên trình duyệt web. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.